Sáng cuối tuần, thông tin nổi bật nào được đăng tải trên các báo? Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua. Thưa quý vị, hôm qua 2 tháng 7, chuyến bay số hiệu NH833 của hãng All Nippon Airways vận chuyển 400.000 liều vaccine trong tổng số 1 triệu liều mà Nhật Bản tặng thêm cho Việt Nam phòng chống dịch COVID-19 đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, phóng viên báo Tuổi Trẻ ghi nhận, quy trình bảo quản phục vụ vận chuyển vaccine rất nghiêm ngặt như thực hiện áp tải từ tàu bay, sử dụng camera hành trình trong suốt quá trình áp tải. Ngay trong sáng qua thì lô hàng đã hoàn tất thủ tục hải quan và lấy hàng ra khỏi kho đưa về nơi lưu trữ. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tùng Lâm, 33 tuổi, ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là cán bộ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Hải Dương về hành vi làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức. Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ, từ cuối tháng 5 năm 2021, Lâm đã đến nhà hoặc ở một địa điểm hẹn trước để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những ai có nhu cầu, sau đó tự làm giả chữ ký của lãnh đạo, đóng dấu cấp giấy xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2 nhằm mục đích thu lợi bất chính. Ghi nhận thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, trung bình mỗi trường hợp làm giả kết quả xét nghiệm, Nguyễn Tùng Lâm thu giữ từ 200.000 đồng đến 700.000 đồng một người, và đã thực hiện lấy mẫu và cấp giấy cho gần 40 trường hợp, thu lợi bất chính gần 10 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục củng cố chứng cứ, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của Lâm để xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ binh nhì Trần Đức Đô tử vong khi đang tham gia nghĩa vụ quân sự tại quân khu 1 Bộ Quốc phòng, trả lời phóng viên báo Thanh Niên, Đại tá Nguyễn Xuân Thình, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1 cho biết, có 5 đơn vị điều tra đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân tử vong của binh nhì Trần Đức Đô. Hiện tại các cơ quan điều tra đều làm việc độc lập. Qua kết quả điều tra ban đầu mà thấy có dấu hiệu tội phạm thì sẽ cho khởi tố vụ án theo quy trình tố tụng. Trên báo Thanh Niên, đại diện quân khu 1 cho biết, trước mắt qua điều tra rà soát ở các đơn vị từ khi nhập ngũ đến khi về trường, lực lượng chức năng chưa phát hiện những dấu hiệu tâm lý bất thường của quân nhân Trần Đức Đô. Sau khi an táng quân nhân Đô trong ngày 1 tháng 7, lực lượng quân đội đã rút về đơn vị để tiếp tục công tác huấn luyện. Tới thời điểm hiện tại, tình hình an ninh trật tự tại địa phương đã ổn định, không có hiện tượng người lạ tiếp cận, kích động người dân. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi thông báo xác nhận đã nhận được đơn tố giác của Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vi Oanh, về việc bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin bịa đặt sai sự thật, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân nghệ sĩ trong nước, trong đó có Vi Oanh. Trong đơn tố cáo của ca sĩ Vi Oanh do báo Vietnamnet đăng tải, Vi Oanh cho biết doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đã dùng những từ ngữ phản cảm, xúc phạm như nói mình là gái bao, giật chồng, làm vợ bé để thuê cho đại gia. Từ đó, nhiều đối tượng đã lập hội nhóm trên Facebook, YouTube đăng lại những video livestream của bà Hằng và làm những clip đặt tiêu đề bôi nhọ, lăng mạ Vi Oanh. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đơn này đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để xem xét và giải quyết theo quy định.